đấy làm cái gì đây? Hả? Cái tủ lạnh thì mở toang ra. Im mẹ xem nào. Nào. Trời ơi, tanh này. Ngồi im đấy, ngồi im đấy cho mẹ. Hai đứa bắt đầu lại nghịch rồi đúng không? Hả? Còn gì là cái tủ lạnh hả trời? Cái gì đây nữa? Hả? Lôi những cái gì ra đây? Này, gừng này. Đây là gừng mà có phải đồ ăn đâu. Cái này nó cay lắm. Rồi tỏi này. Có ăn được đâu mà. Ừ, đây này. Cái cần ăn ở đây này, chôm chôm này. Chôm chôm này, sầu này, sữa chua này. Thì không lấy mà ăn. Ăn cái gì á? Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đây phải lấy chôm chôm cho, lấy chôm chôm cho ăn. À, sữa chua nước cấm này, lấy sữa chua nước cấm ăn đi. Đi ra ngoài, đi ra đây. Con bé ca ca ở bên. Con bé em mít nha. Con bé em mít lên ghế, lên ghế ngồi xong rồi mẹ lấy sữa chua nước cấm cho hai đứa ăn nha. Đi lên ghế ngồi. Ngồi đây đấy. Rồi. Đó, đây này, mang cá chay ra ngoài nữa. Nay mẹ cho ăn nha. Ồ, cái bụng của em mít no căng đi rồi. Em mẹ bé. Ồ, cái bụng này. Mẹ yên mẹ nới bớt áo vào cho dễ thở nào. Rồi. Đây nha. Nằm đây ngủ nha. Bụng no như thế này vừa mới uống sữa rồi no rồi chắc không ăn đâu đúng không? Rồi em nằm đây đi ngủ đi. Ăn đi. Em ít mới uống sữa rồi no em không ăn đâu. Thank you.